với các cái thuật toán sắp xếp. Như vậy là các bạn thấy là cái phần thuật toán tìm kiếm nhị phân hồi nãy đó các bạn, tuy là nhìn mức tổng quan nó khá là tốt, nhưng nó vướng một cái vấn đề là gì các bạn? Là nó chỉ làm việc trên cái danh sách có thứ tự thôi. À, như vậy là rõ ràng một cái bài toán đặt ra là tiếp theo nữa là gì? Làm sao có được một danh sách có thứ tự với cái tốc độ thực thi thật tốt. À, đó là một trong những cái lý do mà nó thúc đẩy cái sự phát triển của các thuật toán sắp xếp. Và cũng giống như cái thuật toán tìm kiếm, như các bạn để ý mình lên mình mua hàng ấy, hoặc là các trang thương mại điện tử hay là trang nào cũng vậy, các bạn thấy là thường tìm kiếm nó đi kèm với sắp xếp. Ví dụ như mình muốn coi coi trong các sản phẩm này của mình nè, mới sản phẩm rất là nhiều nè, thằng nào rẻ nhất, à bây giờ là mình sắp xếp giảm dần tăng dần theo mức giá để mình nhìn coi cái giá nào vừa vừa thì mình dừng lại mình lấy. Hoặc là mình coi coi trong các sản phẩm này cái sản phẩm nào mà mới được sản xuất ra, mới được công bố ra, thì mình sắp xếp theo cái ngày tháng. À, như vậy là thằng nào lên trước mới nhất thì nó là mới ra đời chẳng hạn. Thì rõ ràng bài toán sắp xếp là một bài toán nó cũng giống như bài toán tìm kiếm bạn, nó nằm ở khắp nơi trong các cái hệ thống bây giờ, thì hầu như nó đều có cái liên quan đến cái sắp xếp và tìm kiếm, nó đi cặp đôi với nhau. Và trong ngữ cảnh hiện tại thì các bạn cũng thấy một trong những cái điểm mà nó thúc đẩy cái việc thuật toán tìm kiếm phát triển đó là nhị phân. Nhị phân nó rất hiệu quả, nó đạt được cái O-log N. Như thầy nói với các bạn hồi nãy, một trong những cái ao ước của thuật toán người ta chế ra là làm sao người ta đạt được cái thuật toán O-log N. Để cho N nó tăng thì tốc độ của nó, cái tốc thời gian của nó càng tăng chậm đi. Bởi vì log N nó tăng lên chậm mà. Chưa bài học toán các bạn biết rồi. Bây giờ nó cũng tăng nhưng mà nó tăng rất chậm. Còn O-N thì nó cứ tăng đều theo N. N bao lớn thì nó bay lớn. Còn cái thằng này thì N càng lớn thì log N cũng tăng nhưng mà tăng rất rất chậm. Và đây là một trong những cái độ phức tạp mà khi người ta làm thuật toán ai cũng mong muốn đạt được độ phức tạp này. Được chưa? Như vậy là do đó cũng là một cái điều, như vậy là cái thuật toán tìm kiếm nhị phân đó các bạn, nó đạt được độ phức tạp này. Tuy nhiên mình vướng cái vấn đề là nó có thứ tự. À, như vậy là bắt đầu mình sẽ đi vào tìm hiểu dần các cái thuật toán từ lúc mà nó sơ khai nhất cho đến bây giờ, thì coi nó người ta đã chế ra những thuật toán gì. Thì trong cái phạm vi của hôm nay thì thầy sẽ trình bày cho các bạn bốn cái thuật toán trước. À, còn một cái interchange short nữa các bạn, bốn cái này ha. Thì đầu tiên là thầy sẽ trình bày cho các bạn cái selection short trước ha. Thì cái này nếu mà tạm dịch ra tiếng Việt thì mình gọi là phương pháp chọn trực tiếp, nhưng mà thường thì thầy thấy để cái nguyên tên mày nó hay hơn, đó là thầy không dịch. Thì trong tài liệu của các bạn hay là ở đâu đó các bạn đọc, người ta ghi phương pháp chọn trực tiếp nó chính là selection short, thấy chưa? Thì cái này thầy giới thiệu sơ một chút về cái bài toán sắp xếp thôi. Như vậy là mục tiêu của cái bài toán sắp xếp là gì các bạn? Là làm sao mình đặt các phần tử vào đúng vị trí của nó theo một điều kiện nào đó. Đây là khái niệm tổng quan. Còn khái niệm tăng giảm là một điều kiện thôi. Tăng là một điều kiện của mình, giảm là một điều kiện của mình thôi. Bản chất tổng quan sắp xếp đâu nhất thiết lúc nào cũng phải tăng với giảm các bạn. Đúng không? Người ta sẽ có nhiều cái tiêu chuẩn sắp xếp khác nhau. À, như vậy là mình định nghĩa một cách tổng quan bài toán sắp xếp là gì? Đặt các phần tử vào đúng trật tự của nó dựa trên một tiêu chuẩn nào đó ha, mà người ta đưa ra. Được chưa? Thì cái đó mình khái niệm đó là thuật toán về sắp xếp nha. Rồi như vậy là khi mà xây dựng thuật toán sắp xếp đó là các bạn, là người ta mong muốn rằng hai thứ người ta mong muốn. Như vậy là hồi nãy đó, khi mà mình xây dựng cái thuật toán về tìm kiếm đó, là mình mong muốn cái so sánh nó ít nhất có thể. Bởi vì nó quyết định được cái việc mà tìm thấy hay không, đúng không? Do đó là mình chú trọng về cái phép so sánh. Như vậy là đối với cái thuật toán sắp xếp, bên cạnh cái việc chú trọng về cái phép so sánh thì người ta còn chú trọng về cái phép hoán vị nữa các bạn. Hoán vị có nghĩa là gì? Khi mà người ta phát hiện hai cái phần tử nó nằm sai vị trí thì để cho nó về đúng vị trí, người ta phải thực hiện một cái hành động gọi là hoán vị hai vị trí đó. À, nếu mà các bạn đọc một số tài liệu thì nó gọi là hai cái phần tử mà nó nằm sai vị trí với nhau các bạn, nó gọi là nghịch thế các bạn. À, để các bạn thấy cái từ này đọc đâu đó thì các bạn biết nó có cái từ này ha, trong cái sắp xếp nó gọi là cái từ nghịch thế. Nghịch thế ví dụ như thế này, thầy đang cần một cái danh sách tăng đi, mà ví dụ như thầy có cái phần tử 0 nè, 1 nè, 2 nè, 3 nè, phần tử 0 của thầy đang là 9 đi, mà phần tử số 3 của thầy là 1. Nếu mà theo trật tự tăng á, thì chắc chắn phần tử này nó phải lớn hơn phần tử này. Nhưng mà trong trường hợp này cái phần tử này nó lại nhỏ hơn cái phần tử này. À, như vậy là đây là một cặp nghịch thế các bạn. Được chưa? Sau này nếu đọc đâu đó nghe cái từ nghịch thế thì các bạn hiểu vậy. Tức là hai phần tử nó nằm sai cái trật tự mà người ta mong muốn. Hai phần tử bất kỳ chứ không phải nhất thiết cạnh nhau đâu các bạn. Thì người ta gọi là một cái nghịch thế.
Được chưa? Thì trong cái tài liệu của mình thì không có đề cập tới từ nghịch thế, nhưng mà cũng có một số tài liệu người ta có đề cập từ nghịch thế, thì mình biết luôn để sau này mình đọc đâu đó thì mình cũng hiểu được người ta đang nói cái gì nha. Như vậy là khi mà người ta đánh giá một cái thuật toán sắp xếp có tốt hay không là người ta sẽ dựa trên số lần nó so sánh, thì mình chỉ chọn một cách tương đối thôi, mình chỉ chọn những cái so sánh nào quan trọng nhất thôi, chứ không phải là tất cả những cái so sánh trong cái thuật toán. Ví dụ như những cái vòng lặp gì thì mình cũng không quan tâm, so sánh nó vòng lặp thì mình tạm bỏ qua. Cái vòng lặp, cái so sánh nào mà nó quyết định cái tính thứ tự của các phần tử trong danh sách thì mình mới cần quan tâm thôi. Được chưa? Còn hoán vị cũng vậy. Như vậy là đối với các nghịch thế, tức là đối với các phần tử nó sai trật tự, muốn nó về đúng trật tự thì chắc chắn phải thực hiện hoán vị. Hoán vị thì cái này các bạn cũng đã học, chắc cũng đã làm rồi đúng không? Ví dụ như các bạn có một cái thuật toán hoán vị hai thằng A và B in A truyền tham chiếu nha. Cái này là lý do tại sao tham chiếu thì các bạn biết rõ gì, mình giữ lại sự thay đổi của nó ha. Rồi các bạn dùng một cái biến tạm các bạn gán là A, rồi A các bạn gán là B, rồi B các bạn gán là T, đó là tạm, được chưa? Thì cái này giống như mình đổ cái chén, người ta kêu các bạn là đạp đổ cái chén nước qua chén muối và chén muối ngược lại chén nước bạn, thì lúc đó các bạn phải dùng một cái dáng trung gian đó. Cái này thì nó các bạn đã biết rồi, được chưa? Thì cái này gọi là hoán swap. Như vậy là trong đây mình sẽ chú trọng coi nó bao nhiêu thực hiện hoán vị, và các bạn chú ý là mỗi lần thực hiện hoán vị thì bây giờ mình coi như là đây là cái hoán vị của mình đi ha, thì nó sẽ mất 3 lần gán, thì coi như vậy, được chưa? Như vậy là sau này thầy nói là nó mất một lần hoán vị thì các bạn phải tự hiểu là nó mất 3 lần gán, được chưa? 3 cái phép gán như thế này. Bởi vì nãy ban đầu thầy có nói rồi, phép gán cũng là một trong những yếu tố để quyết định, nhưng mà bây giờ có nguyên cái swap rồi, thầy dùng cái từ hoán vị luôn cho khỏe. Được chưa? Thì cái phần phân tích là để cho các bạn thấy được nó gọn hơn nha. Rồi bây giờ mình đi vào cái thuật toán đầu tiên, cái thuật toán mà gọi là nguyên thủy nhất, sơ khai nhất mà cái suy nghĩ về sắp xếp người ta làm. Như vậy là với một cái dãy, bây giờ mình lấy cái ngữ cảnh là số nguyên thôi, được chưa, để mình minh họa cho nó dễ. Như vậy là với một cái ngữ cảnh là một dãy số ban đầu như thế này, 7 2 5 9 1, đây một dãy sống như thế này, thì bây giờ người ta có nhu cầu đưa nó về một cái trật tự. Như vậy là như thầy nói lúc nãy nha các bạn, tất cả xuyên suốt từ đầu tới cuối thầy sẽ chọn trật tự tăng để thầy trình bày với các bạn, được chưa? Như vậy là với cái thuật toán Select and Sort này, cái ý tưởng cực kỳ đơn giản các bạn, nó cứ lấy phần tử nhỏ nhất bỏ về vị trí đầu tiên, phần tử nhỏ thứ hai bỏ về vị trí thứ hai. Có nghĩa là gì? Thầy có tìm trong cái dãy này coi thằng nào nhỏ nhất nè. Thầy thấy thằng số 1 nhỏ nhất, đây là cái danh sách có thứ tự của thầy nha, có 5 phần tử đúng không? Đây thầy có 5 ô. Rồi thầy tìm coi trong cái dãy này nè thằng nào là nhỏ nhất, thì thầy thấy thằng này là nhỏ nhất, được chưa? Thầy đưa nó về đầu. Đưa nó về đầu bằng cách nào? Là thầy hoán vị thằng này với thằng này. Như vậy là lúc này con số 1 về đây, số 1 về đây, còn số 7 lên đây, được chưa? Rồi như vậy là con số 1 này nó nằm đúng trật tự chưa các bạn? Đúng rồi, nó là nhỏ nhất thì nó nằm vị trí đầu đúng trật tự rồi. Như vậy là sau lần đó thầy không quan tâm nữa, thầy chỉ quan tâm tới cái khúc này thôi. Như vậy là thầy đã đưa được con số 1 về rồi, thầy không quan tâm con số đầu tiên nữa, được chưa? Và quy trình lặp lại, thầy tìm con số nhỏ nhất trong nguyên cái đoạn con này. Như vậy là đó chính là cái chỗ mà lấy phần tử thứ hai trả về vị trí thứ hai đó các bạn. Thì trong đoạn con này là thứ hai còn gì nữa, đúng không? Thì phần tử thứ hai nó chính là con số này luôn, vô tình chính là con số này luôn. Như vậy là hoán vị với chính nó, như vậy nó làm đây. Như vậy là thầy được con số thứ hai. Như vậy là kể từ thời điểm đó thầy không quan tâm tới cái đoạn này nữa. Như vậy là thầy đã đưa được con số 2 về vị trí số 2. Tiếp tục, quy trình lặp lại, thầy không quan tâm cái đoạn này, thầy xem tới đoạn này thôi. Như vậy là vô tình con số 5 lại là con số nhỏ nhất. Như vậy là thầy lại lấy con số 5 để hoán vị với chính nó nên được số 5 ở đây. Thầy không quan tâm nữa, thầy quan tâm hai thằng này thôi. Tiếp tục lấy con số lớn tiếp theo bỏ vô đây. Như vậy là thầy thấy số 7 là nhỏ nhất trong cái đoạn này, thì thầy hoán vị với vị trí đầu tiên của đoạn con này. Được chưa các bạn? Như vậy là con số 7 về đây và con số 9 lên đây. Và kết quả của thầy là thầy được cái trật tự như thế này. Đó là phương pháp Select and Sort, một cái ý tưởng rất là đơn giản thôi, đúng không? Phần tử lớn nhất bỏ về vị trí đầu tiên, phần tử lớn thứ hai bỏ vị trí số 2, phần tử lớn thứ ba bỏ vào vị trí thứ ba. Đó là ý tưởng của nó. Và thực tế khi cài đặt là gì? Như vậy là đầu tiên thầy tìm phần tử nhỏ nhất trong danh sách, bỏ nó về vị trí đầu tiên, rồi thầy không quan tâm nó nữa, thầy xét từ cái vị trí thứ hai về sau.
Quy trình lặp lại, thầy tiếp tục tìm phần tử nhỏ nhất trong cái đoạn con này, rồi thầy đưa nó về vị trí đầu tiên của đoạn con là về đây. Rồi thầy không quan tâm nó nữa, thầy xét cái này. Và cái quá trình lặp lại cho đến khi danh sách có trật tự thì dừng lại. Được chưa? Thì đó chính là cái ý tưởng của thuật toán selection sort. Thì bây giờ qua cái ý tưởng này, thầy cài đặt thử cho các bạn xem. Thông qua cái mà thầy vừa mới trình bày nha, thì các bạn coi như thế này. Rồi, thì ở trên hai thuật toán tìm kiếm, bây giờ thầy viết một cái hàm selection sort. Bây giờ viết hàm swap trước đi, bởi vì lát mình có dùng. Thì cái swap của mình như sau. Swap là hoán vị đó nha các bạn. Rồi, cái này thì chắc các bạn cũng đã làm nhiều rồi. T bằng A, A bằng B, B bằng T. Rồi, đây là swap. Và nhớ là phải có cái này nha, bởi vì mình hoán vị xong, mình phải duy trì cái sự thay đổi sau khi nó hoán vị cho các ngoài nó sử dụng. Do đó là mình phải truyền tham chiếu. Được chưa? Rồi, bây giờ mình biết cái selection sort như sau. Rồi, selection sort. Rồi bây giờ mình cũng có một cái mảng ha, và cái số nguyên là số lượng phần tử của mảng. Bây giờ mình cứ cài đặt một cách tự nhiên nhất đi ha. Nhiều bạn lập trình logic tốt thì chắc các bạn đã nghĩ ra cái cách cài rồi. Thì bây giờ thầy cứ trình bày cách chung chung một logic ở bình thường đối với cái trường hợp mà khi bắt đầu cài đặt. Bây giờ thầy nói là gì? Đầu tiên là đi tìm cho thầy cái phần tử nhỏ nhất trong danh sách. Thì các bạn biết cách tìm phần tử nhỏ nhất trong danh sách rồi gì? Đúng không? Rồi, các bạn hay làm như thế này. Mình để min là gì các bạn? Min coi như thằng tử vị trí đầu tiên. Min là giữ vị trí nha. Được chưa? Min bot đây position. Thầy ghi như vậy cho các bạn luôn. Đây coi như là vị trí của phần tử đầu tiên, vị trí của phần tử nhỏ nhất đi. Bây giờ thầy lấy nhỏ nhất trong nguyên danh sách nè. Thì thuật toán này trước đây các bạn làm gì các bạn? Có phải là các bạn for, đúng không? Các bạn for y từ. Như vậy là khi mà min nó bằng 0 thì y nó từ mấy các bạn? Từ 1. Mình so sánh phần tử tiếp theo. Được chưa? Rồi bây giờ mình có y nè. Từ 1, y nhỏ hơn n, y cộng cộng. Rồi mình nói là nếu có một con số y nào đó mà nó còn nhỏ hơn con số min bot, vị trí min bot nữa, thì mình cập nhật cái min bot về vị trí đó để thành min. Cái này mình từng làm rồi, đúng không? Nói là nếu có một AI nào mà nó còn nhỏ hơn con số mà mình nghĩ là min nè, đây, thì mình lấy cái vị trí y đó chính là vị trí min. Được chưa? Đây là cái mà các bạn đã từng học trong lập trình, chắc các bạn cũng làm nhiều rồi, đúng không? Như vậy là cuối cùng cái vòng lập này thì cái min này chính là gì các bạn? Phần vị trí của phần tử nhỏ nhất trong danh sách. Ví dụ mình có đây, thầy cài đặt từng bước một cho các bạn coi ha. 2 3 1 9. Rồi thầy đang xét nguyên danh sách này, được chưa? Như vậy là sau khi mà thầy so sánh kiểu này rồi đó, cái min của thầy ban đầu là min bot của thầy đây, rồi thầy lấy cái min bot thầy so sánh từng thằng nào nhỏ hơn thì thầy đẩy min bot về. Ở trong đó có thằng này nè, nó nhỏ hơn này nè, như vậy là min bot của thầy cuối cùng nằm đây. Được chưa? Rồi xong cái ý tưởng. Như vậy là thầy tìm được cái phần tử nhỏ nhất trong nguyên danh sách này. Được chưa các bạn? Như vậy là sau khi thầy tìm được cái phần tử nhỏ nhất trong nguyên danh sách này thì thầy làm gì? Thầy đưa thằng này về vị trí đầu tiên. Được không? Như vậy là thầy hoán vị, có phải là thầy hoán vị A min bot và A không không các bạn? Phải không? Như vậy là thầy hoán vị nè, thầy gọi swap A min bot. Rồi, và A gì? A không. Được chưa? Như vậy là sau cái lệnh này của thầy, sau cái mớ lệnh này của thầy thì thầy được cái gì rồi các bạn? Thầy đã được con số 1 về đây, con số 2 ra đây rồi. Rồi như vậy là thầy được cái con số nhỏ nhất rồi. Như vậy là theo cái quy trình của cái này, tiếp tục thầy làm cái gì? Tiếp tục thầy lấy cái phần tử nhỏ nhất trong cái đoạn này thôi, thầy không quan tâm số 1. Thì có phải là thầy làm như vậy không các bạn? Một bước ha, để thầy copy rồi nè. Đây có phải là lần thứ hai thầy làm vậy không? Đây. Rồi. Đoạn này là thầy tìm cho cái đoạn từ nguyên, từ y tới n. Lần thứ hai có phải là thầy quan tâm tới cái đoạn này không? Quan tâm tới đoạn này thôi. Như vậy là thầy đặt cái min bot của thầy, thầy tìm nhỏ nhất trong cái đoạn này thôi. Như vậy là thầy cho cái min bot của thầy bắt đầu bằng vị trí này. Thì có phải là vị trí y 1 không các bạn? Vị trí 1 không? Rồi, sau đó thầy cho cái y của thầy nó chạy từ đâu? Nó chạy từ 2. Y nó chạy từ 2, đúng không? Tức là thầy đang lấy đây nè,
Đây, thầy cho y chạy từ 2 tới thầy so sánh với từng phần tử để tìm cái min của thằng này. Tìm cái min của thằng này. Được chưa? Rồi. Sau khi thầy tìm được cái min rồi, ví dụ ở trường hợp này là số 2 đi, thì thầy thực hiện gì? Hoán vị A2 và A1, tức là thầy hoán vị A min bot và A mấy các bạn? A1. Như vậy là các bạn thấy là cái quy trình nó lặp lại như thế này, các bước nó lặp lại. Nó chỉ khác cái gì thôi? Nó chỉ khác cái này. Nó chỉ khác cái này. Và nó chỉ khác cái này. Đó là cái ý tưởng mình sẽ làm gì các bạn. Và cái thuật toán hồi nãy thầy nói là gì? Quá trình này lặp lại cho đến khi danh sách còn một phần tử thôi. Tức là lúc đó nó chỉ là gì các bạn? Nó đã sắp xếp rồi. Đó, con còn một phần tử thôi. Như vậy là thật chất là cái này, thầy mới đóng cái này lại thay vì viết từng cái, thì thầy duyệt qua như sau để cho nó lặp cho mình. Bo y tự không y nhỏ hơn gì các bạn? N trừ 1. Nó còn một phần tử thôi mà. Rồi, y cộng cộng. Đó, thay vì phải viết như vậy thì thầy bắt đầu thầy sửa những cái cụ thể này. Tức là mình cứ lập trình logic bình thường thôi. Thì cái min bot của mình bây giờ nó là y. Được chưa? Còn cái vị trí này, quên, nó trùng cái tên này, cho này K đi. Rồi, như vậy là min bot của thầy là vị trí K. Vị trí K. Được chưa? Rồi, sau đó thầy duyệt cái vị trí này nó có phải là từ K cộng 1 không các bạn? Có phải K cộng 1 không? Để mình tổng quát hóa lên từ từ đó. Thầy đang lập trình từ cụ thể đi lên tổng quát hóa. Rồi sau đó các bạn vẫn so sánh bình thường chỗ này. Rồi sau đó hoán vị A min bot với A gì? AK. Đó là mình đạt được cái thuật toán sắp xếp của selection sort. Thấy chưa? Như vậy là cái cốt lõi của thuật toán chính là cái chỗ này. Còn cái việc có thêm vòng lặp ngoài này để làm gì? Để dịch chuyển cái đoạn mỗi lần đã hoán vị xong là K nó sẽ tăng lên, là mình không quan tâm tới cái phần tử đã chuyển về cái vị trí đầu nữa. Được chưa các bạn? Là để mình có thêm một cái vòng lặp ngoài này nữa nè. Đó, như vậy là các bạn nếu mà chạy thuật toán này thì sau cái lần lặp K bằng 1 là phần tử nhỏ nhất nó về đây, xong câu chuyện. Lần lặp thứ hai mình sẽ tìm phần tử nhỏ nhất trên cái đoạn này, đưa phần tử nhỏ nhất về đây, là xong câu chuyện thứ hai. Và nó lặp cho đến khi nào mà K nó về tới đây là dừng lại, là danh sách mình có thứ tự. Như vậy đây chính là cái thuật toán mình cài đặt cho cái selection sort các bạn. Rồi bây giờ thầy chạy thử cái thuật toán này cho các bạn xem nha. Rồi cái này nhớ về cố gắng cài được mấy cái này nha. Mấy cái này là mình cứ logic bình thường thôi, mình cứ làm từng bước một. Nếu mình chưa quen, rồi sau khi ổn cái bước cụ thể rồi mình tổng quát hóa nó lên, giống như thầy làm này, cho không, cho không, rồi cho không, rồi thầy tổng quát hóa lên là K duyệt cho đến N trừ 1 lần. Rồi thầy thay cái số này cụ thể bằng con số tổng quát. Vậy là xong bài toán. Được chưa? Rồi bây giờ mình chạy cái này nha. Bây giờ thầy sẽ có một cái danh sách không có thứ tự, thầy để sẵn ở đây khỏi mất công nhập. Rồi. Bây giờ mình sẽ gọi cái hàm selection sort. AN. Rồi thầy xuất nó ra. Sau khi sắp xếp sẽ xuất ra for y từ 0 y nhỏ hơn n y cộng cộng, thầy cao ra ai, thầy cắt mỗi phần tử là một cái biến táp các bạn. Rồi kết thúc vòng lặp thầy end lại, thầy xuống dọc để cho nhìn cho nó gọn. Rồi như vậy là đây là cái cài của cái thuật toán selection sort các bạn. Thấy chưa? Đây là sắp xếp tăng nhé. Rồi mình run cái này lên. Rồi thì các bạn thấy nè, mình được cái giải tăng này được chưa? Tức là cái âm 9, âm 6, 1, 2, 3, 4, 5, 7. Như vậy là cái thuật toán selection sort nó hoàn thành được cái nhiệm vụ của nó. Được chưa các bạn? Như vậy đó là cách cài đặt ha. Thì đầu tiên mình phải nắm cách cài đặt trước. Như vậy là nhìn mình đánh giá sơ sơ trước nha. Hồi nãy khi mà thầy trình bày với các bạn cái độ phức tạp á, thầy có nói với các bạn là nếu trong trường hợp thuật toán có hai vòng lặp thì độ phức tạp nó là gì các bạn? Thường là gì? Thường là ON bình phương. Như vậy là các bạn để ý một điều á, để chạy được cái này thì thầy phải thực hiện cái thao tác thầy duyệt qua như thế này. Được chưa? Phải có hai vòng lặp nó lồng nhau như thế này thì cái độ phức tạp của thằng này các bạn dự đoán ban đầu có khả năng rất cao là nó là ON bình phương. Tức là N tăng thì cái thời gian nó tăng lên bình phương lần. Nó còn nhiều lần so với cái tuyến tính nữa các bạn. Được chưa? Như vậy là khi mà mình thực hiện sắp xếp trên một giải này thì các bạn sẽ không có thấy được cái vấn đề của nó. Các bạn thử
generate ra cho thầy về 1.000 phần tử, về random cho thầy 1.000 phần tử hoặc 10.000 phần tử, để các bạn đo cho thầy cái thời gian chạy của nó, thì các bạn mới thấy được cái sự nguy hiểm của ON bình phương. Thôi bây giờ mình vô mình phân tích trước cái rồi nói cái này sao. Phân tích tiếp cái này. Rồi như vậy là cái đoạn code là thầy đưa đây. Thì cái đoạn code này nó cũng giống như đó thôi các bạn, nhưng mà cái chỉ số này thì thầy sửa một chút thôi. Yeah. Thì bây giờ các bạn coi thầy phân tích cái đoạn code này một chút. Như vậy là các bạn thấy một điều nè. Bây giờ mình phân tích coi nó tốt nhất khi nào các bạn. Theo các bạn cái thuật toán selection sort này tốt nhất khi nào? À, như vậy là trước tiên á, ở trong đây các bạn phải chú ý giùm thầy là mình sẽ quan tâm tới cái phép so sánh này. Bởi vì đây là cái phép so sánh nó quyết định cái phần tử nằm sai vị trí để đưa nó về. Được chưa? Rồi sau đó tức là cái phần tử mình so sánh với min á, để xác định được cái min, quyết định được cái min của từng đoạn. Thì cuối cùng là mình quan tâm tới cái này, quan tâm tới cái số hoán bị. Để cho các bạn. Rồi như vậy là các bạn thấy điều là gì các bạn? Cái phép so sánh. Bây giờ nói tốt nhất nhỏ nhất nè. Trường hợp tốt nhất là khi nào các bạn? Tốt nhất là khi nào? Giải nó đã có gì các bạn? Đã có thứ tự như mình mong muốn rồi. Ví dụ thầy đang muốn sắp xếp tăng cái giải này. 1, 2, 3, 4. Như vậy là cái thuật toán này đó, 1, 2, 3, 4 là trường hợp này nó có như thầy mong muốn rồi các bạn. Như vậy là khi mà các bạn áp vô thuật toán này nè, được chưa? Thì rõ ràng á, là cái min lần đầu là min là cũng là này, rồi cái AI cũng là cái này. Như vậy là các bạn coi như hai phần tử là một, thì bây giờ mình tạm thời coi như phép hoán bị nó không xảy ra đi. Khi mà nó trùng á, coi như không xảy ra đi. Như vậy là trong trường hợp này nè, thì rõ ràng các bạn thấy là khi mà cái danh sách có thứ tự này nè, thì cái phép hoán vị này hầu như không xảy ra. Bởi vì lần nào thì cái min bot nó cũng trùng với vị trí đó luôn. Được chưa? Nó chỉ tốn có duy nhất cái sự so sánh này thôi. Cái sự so sánh này thì các bạn thấy nó có phụ thuộc vào danh sách ban đầu không các bạn? Cái sự so sánh AIG nhỏ hơn AMIN này nè, có phụ thuộc vào danh sách ban đầu không? Không các bạn. Danh sách ban đầu dù tăng, dù giảm, dù hàm bà lằng gì đi nữa, thì số phép so sánh này vẫn luôn được thực hiện. Do đó là cái này mình tạm dừng đây, để cái phần so sánh ở đó lát tính. Còn cái thằng swap này, đối với cái danh sách mà có thứ tự sẵn này rồi, thì mình coi như là nó không có hoán bị gì hết, bởi vì nó đứng ngay một chỗ mà hoán bị gì đâu. Được chưa? Mặc dù mình thực hiện các lệnh trồng, nhưng mình coi như là nó không có hoán bị. Được chưa? Như vậy là trường hợp tốt nhất là trường hợp gì? Danh sách đưa vô đây là danh sách đã có thứ tự như mình mong muốn rồi. Được chưa? Như vậy là đây cũng là một khuyết điểm các bạn có thể thấy ra. Selection sort nó không phát hiện được danh sách nó đã có thứ tự như nó mong muốn. Cứ đưa vô là nó sắp, đưa vô là nó sắp, sắp một cách mù quáng. Cứ quăng vô là làm, quăng vô là làm thôi. Mà nó không cần biết là cái danh sách nó đã có cái trật tự như mình mong muốn hay không. Được chưa? Rồi, tốt nhất khi nào các bạn? Xấu nhất khi nào? Đó là trường hợp tốt nhất. Tốt nhất tức là danh sách có thứ tự rồi. Còn xấu nhất là khi nào? Xấu nhất khi luôn luôn phải thực hiện cái lệnh hoán bị này. Luôn luôn phải hoán bị này. So sánh thì hiển nhiên luôn luôn phải làm rồi. Luôn luôn hoán bị tức là hai cái vị trí min bot và vị trí y lúc nào nó cũng khác nhau hết. Là khi danh sách nó có thứ tự nhưng mà thứ tự ngược lại với thứ tự mình mong muốn. Ví dụ như mình đang muốn sắp xếp tăng mà bây giờ nó nhập cho mình cái danh sách 4, 3, 2, 1. Đó, thì các bạn thấy là đường nào đi nữa thì cái so sánh này lúc nào cũng thực hiện. Nhưng mà chắc chắn là cái min lúc nào cũng phải thay đổi trong mỗi vòng lặp hết. Bởi vì cái min nó nằm cuối cùng này. Lấy lần này so sánh xong, đưa nó về đây. Xong rồi tiếp tục lại đưa nó về nữa. Nó có cái trật tự ngược lại cái trật tự của mình mong muốn. Và cái phép hoán vị này luôn luôn được thực hiện. Luôn được thực hiện ha. Đó là cái trường hợp mà cái độ phức tạp rơi vào tình huống xấu nhất. Xấu nhất. Được chưa? Như vậy là mình nói hai cái trường hợp xấu nhất và cái trường hợp tốt nhất trước. Như vậy là bây giờ nè, mình vừa mới phân tích là gì các bạn? Cái phép if này nè, nó luôn luôn xảy ra. Luôn luôn xảy ra, bất chấp cái tình trạng của giải. Thì bây giờ mình thử tính coi cái này nè, nó thực hiện bao nhiêu lần trong thuật toán này nha. Thì bây giờ các bạn coi nè. Bây giờ mình lấy trong cái trường hợp ví dụ mình lấy y bằng 0 nha. Y bằng 0. Bây giờ giải có n phần tử các bạn. N phần tử. Được chưa? Bây giờ theo các bạn y bằng 0 á, thì bao nhiêu lần nó vô đây nó thực hiện so sánh các bạn? Bao nhiêu lần? Y bằng 0 thì có phải là nó chạy từ cái vị trí của Z. Z từ gì các bạn? Từ 1 cho đến gì? Nhỏ hơn N. Thì có phải là nó phải mất N trừ 1 lần so sánh không? Đúng không? Nó mất nè, N trừ 1 lần so sánh. Đó. Rồi, sau đó mình lặp lại với Y bằng 1
y bằng 1. Y bằng 1, như vậy là z nó sẽ chạy từ vị trí số 2. À, nó tiếp tục nó so sánh từ vị trí số 2 cho đến vị trí n. Như vậy là có phải là nó mất n trừ gì các bạn? Trừ 2 lần so sánh. Đúng không? Nó chạy từ vị trí 1 thì nó mất n trừ 2 lần so sánh. À, như vậy là đây, nó mất là n trừ 2 lần so sánh. Vân 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 vân, cho đến khi nó chạy tới vị trí n y bằng mấy? Y nó nhỏ hơn n trừ 1 là y bằng n trừ 2. À, tức là nó sẽ đạt được bao nhiêu lần so sánh các bạn? Một lần duy nhất thôi. Bởi vì khi n trừ 2 thì z nó bằng n trừ 1, nhỏ hơn n, so sánh phát là xong. Nó tăng cái biến là nó kết thúc rồi. Được chưa? À, như vậy là tổng số lần so sánh chính là tổng số lần mình lập từ y cho đến n trừ 2. Thì có phải là các bạn thực hiện cộng 1 ha, cộng cho, chắc chắn ở đây là 2 rồi. 2 cộng dân 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 cộng cho đến n trừ 2 cộng cho đến n trừ 1. Được chưa? Như vậy là mình cộng từ 1 từ 2 tới n trừ 1 thì cái này cái công thức thì các bạn cũng biết rồi nè. Lấy n trừ 1 cộng 1, như vậy là n trừ 1 cộng 1. Trong đây nó có n trừ 1 số, đúng không? Thì các bạn nhân cho n trừ 1 và chia cho mấy? Chia cho 2. À, cái này phổ thông mình đã làm rồi. Và là học cơ sở lập trình thì các bạn cũng từng làm bài toán này. Và đây là công thức của nó các bạn. À, như vậy là nó bằng cái gì? Nó bằng là n nhân n trừ 1 chia 2 phép so sánh. Được chưa? Như vậy là cái thuật toán selection sort này luôn luôn mất n nhân n trừ 1 chia 2 so sánh. Bất chấp trường hợp là tốt nhất, xấu nhất hay là cái gì đi nữa, trung bình của bạn, nó luôn luôn thực hiện số phép so sánh như thế này. Được chưa? Đó là cái đầu tiên mình phải khẳng định. Rồi, còn cái chỗ mà swap này có xảy ra hay không thì lúc đó mình mới phân biệt là cái trường hợp nó phụ thuộc vào giải ban đầu. Thì nếu giải ban đầu là tốt nhất thì nó không có swap. Còn nếu mà tệ nhất thì lúc nào nó cũng swap. Còn trung bình, à trung bình thì lúc đó cái đó là khó phân tích rồi. Cái này là phải dùng một cái các nền tảng toán học để phân tích. Do đó là mình rút ra thôi, rút ra kết quả. Rồi, đây là cái phân tích của thầy nha. Như vậy là các bạn thấy là nếu mà nhìn cho tổng quan đó các bạn, thì ở lần thứ y, này các bạn mới nhìn đây nè. Ở lần thứ y là nó sẽ thực hiện n trừ y trừ 1 lần so sánh. Đấy, đây là thầy ghi ra cụ thể đó. Cụ thể từng y đó. Còn nếu mà mình tổng quan y thì rõ ràng nó chính là công thức này đây. Bởi vì y nó chạy từ mấy thì nó sẽ duyệt từ y cộng 1 về sau mà các bạn. Đúng không? Nếu mà nhìn một cách tổng quan thì ở lần thứ y nó sẽ thực hiện n trừ y trừ 1 so sánh. Đây, y bằng 0 thì bỏ vô đây, nó chính là n trừ 1. Y bằng 1 bỏ vô đây là n trừ 2. Thấy chưa? Ở đây là thầy cụ thể hóa cho các bạn cái công thức này. Còn trong slide là thầy đã thành công thức cho các bạn thấy rồi. Để cho mình nhìn vô đoạn code mình phân tích được chuyện đó. À, như vậy là chắc chắn một điều là thuật toán này luôn luôn phải mất là n nhân n trừ 1 chia 2 lần thực hiện so sánh. Nha. Rồi, còn cái này thì mình bổ sung thêm. Trong trường hợp tốt nhất danh sách đã có thứ tự như mong muốn, không thực hiện phép gán, tức là không thực hiện thêm hoán vị. Còn trong trường hợp xấu nhất thì luôn luôn thực hiện gì các bạn? Hoán vị. Và nó phải mất thêm n nhân n trừ 1 chia 2 cái phép hoán vị nha các bạn. Sửa cái này chữ hoán vị giùm đây. Phép hoán vị. Được chưa? Đó. Như vậy là các bạn nhân ra đó các bạn thì rõ ràng cái này là n bình phương trừ n chia 2 đúng không? Thì người ta sẽ lấy cái hàm cái đa thức con mà cao nhất á, thì chỗ này người ta kết luận độ phức tạp là ô n bình phương. Đó, các bạn nhân ra cái nào ví dụ có n mũ 3 thì là ô n mũ 3, lấy cái thằng cao nhất thôi. Đó là tổng quan cái độ phức tạp là người ta lấy cái như vậy. Rồi bây giờ mình nhìn này. Như vậy là trong đây mình chỉ phân tích như thầy nói, mình chỉ phân tích tốt nhất xấu nhất thôi. Trung bình nó rất là phức tạp, mình phải dùng những cái toán học mình mới tính được. Nhưng mà một điều chắc chắn đến thời điểm này là ô n bình phương chắc chắn là cao nhất rồi. Thì cái trung bình thì nó chỉ có thể thấp hơn thôi chứ không thể nào cao hơn ô n bình phương được. Như vậy là chỗ này mình kết luận là cái độ phức tạp của thuật toán selection sort là ô n bình phương các bạn. Ô n bình phương, tức là mình đây lấy cái cao nhất ở đây. Được chưa các bạn? Như vậy là cái thuật toán này cái thời gian chạy nó sẽ rất chậm khi n nó tăng lên lớn. Nếu mà các bạn chạy với 100 hay là 200 phần tử thì nó cũng không thấy sự khác biệt nhiều. Thì các bạn generate ra 1.000 phần tử rồi 10.000 phần tử các bạn chạy thử thì các bạn sẽ thấy cái tốc độ sắp xếp của thuật toán này nó rất chậm. Càng lớn n càng lớn, tốc độ càng chậm hơn nhiều lần. Bởi vì nó nhân lên 2 mà, nó bình phương lên mà. Thấy chưa? Rồi, như vậy là cái đầu tiên của mình là cái selection sort các bạn. Như vậy là cái phép này, cái ý tưởng thì rất là đơn giản. Chuyển nó về đầu, nhỏ nhất chuyển về đầu.
nhỏ thứ hai chuyển về vị trí thứ hai, chuyển cho đến khi nào mà danh sách con còn một phần tử dừng chuyển là được danh sách có thứ tự. Và nhớ dùm thầy, độ phức tạp của thằng này là ON bình phương. Và một trong những dấu hiệu để các bạn nhận dạng dễ nhất đó là ở đây nó có hai cái vòng lặp, lặp trên N. Đây, lặp trên N nha, thấy không? Lặp trên N, tại sao thầy phải nhấn lặp trên N? Bởi vì nó phụ thuộc vào N mà. N lớn thì nó mới đi theo. Còn nếu nó không phụ thuộc N thì mình đề cập cũng không có dính dáng lắm các bạn. Nó lặp trên N thì N nó thay đổi thì cái này nó mới thay đổi. Do đó là thầy kết luận là cái selection sort này có độ phức tạp là ON bình phương. Và nó sẽ chạy rất chậm khi N lớn dần. Lớn dần.